thế hôm nay anh em mình sang chảy không? À. Cọ rất là lâu mọi người ạ, à. Lại phải đầy đủ luôn ấy. Cọ ra qua nước 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 sạch nữa chứ, nước suối sợ nó ăn đau bụng mọi người ạ. À. Bây giờ anh em mình sẽ tách đôi hai cái này ra làm hai phần nhá. Một phần sẽ là anh em mình sẽ ăn sống luôn. Một phần anh em mình sẽ làm trần á. Trần cho nó hám môi miệng á, trần làm gỏi á. Em thích phải chén luôn. Đúng rồi, tao làm hai món. Tao làm hai món. Đấy. Trần qua một phát đấy, con này thử. Trần qua một phát, còn một xem con nào thử lưỡi cho đây trần. Đấy, còn là những con mà kia ấy sẽ ăn sống chấm mù tạt luôn. Mù tạt xì dầu luôn. À, nào từ từ. Hôm nay sẽ làm món nộm với lại gọi là gì nhỉ? Gỏi sò huyết và gỏi nộm như sò kiểu, huyết. Như kiểu hàu đấy anh. Ai chắc cũng ngon đấy. Con kia to thì ngon nhiều, con kia nhỏ thì ngon ít. Ai nó thổi bong bóng luôn nhỉ? Nóng. Đang kêu ôm ấy. Ai. Rồi, thế thôi. Ui à. Nó chưa kịp bám mồm. Mọi người đấy, có nghe thấy cái gì nó nổ à? Trời này, trời không mưa được đâu. Hôm nay nó cứ nắng cho mình. Đấy, bây giờ nhá. Lấy cái này, cho từ từ cái này ăn sống. Sẽ cho vào đây bóp gỏi đã. À bóp nộm. Bóp nó ra. Đấy, thấy chưa? Bỏ một kia đi thôi nhá. Úi chà, ngon lắm mọi người. Đây. Vẫn còn sống nguyên nhá, mình chỉ đổ nước sôi để cho nó đấy thôi. Sao cứt con này như kiểu cứt con chim non ấy nhỉ? Cứt đâu? Làm gì có cứt? Sao mà nó cứ đỏ trong lêu nè? Thế mới gọi là sò huyết. Nhiều gà bị đi kiết này. Ừ. Nhẹ nhỉ? Thế mới gọi là sò huyết. Thế là huyết à? Ừ. Ừ. Anh ơi, máu tơ lêu luôn này. Sò huyết nó chả thế. Cái này cũng là sống. Đặc sản à? Đặc sản đấy, đắt lắm đấy, mình không biết à. Thằng nói chung là con này ở mình không có, thế nên là mình không biết là nó có ngon không, nhưng mà chỉ biết là nó đắt thôi. Làm một phần là sẽ gỏi nhá, là nộm nhá mọi người. À, bây giờ từ cho một ít xả này. Xả này. Đấy. Một ít hành khô này. Đây là hành tươi. Hành tươi, hành khô, hành tươi, tất cả nhau. Rồi, một ít xoài. Một cà rốt. Một ít cà rốt. Một ít hành tây. Đấy, dưa chuột. Dưa chuột thì nhiều ạ. Đấy. Quan trọng nhất là nước ra đây. Đây này mọi người. Có này pha với nước cốt chanh nhá. Nó vừa thôi, nước cốt chanh này chấm. Chua, xong rồi chua. Đấy. Không biết ngon không nhỉ? Hay cho em nếm phát nhỉ? Nếm thử xem vừa chưa? Vừa chưa? Chua. Chua mới ngon. Leo. Đây. Trộn lên. Cái này xem với à? Từ từ cho mọi người xem nó như thế nào đi đấy. Đấy. Trời. Ngon đâu vậy nhỉ? Siêu ngon. Hai. Tiếp đến món thứ hai. Quan trọng nhất là mùi tạt wasabi. Để nước chanh. Kem nặn vào nhé. Thôi ông nội. Mùi tạt xanh này là mùi tạt cay lắm đấy. Sốc ăn rồi nó mới sốc này. Ăn rồi nó mới sướng. Quánh lên. Quánh lên. Trộn lại một lần nữa. Ngấm đều gia vị. Hấp dẫn không? Ui. Hấp dẫn không? Ây à,
chưa? Hấp dẫn chưa? Mọi người thấy thế nào? Đỉnh không mọi người? Quá đỉnh cao. Quá đỉnh luôn. Ôi, mưa. Mưa mà. Mưa càng mát. Đấy. Lúc nãy thì nắng. Món này là sống nha, ăn sống nha. Bắt đầu thưởng thức. Lần đầu tiên mình ăn cái món này đấy. À, nếu mà để mà nói cái con hến ở chỗ mình ấy, khoảng tầm một yến thì mua được một cân một con này. Một yến này. À đâu, không đến. Hến ở chỗ mình với được trai trai có 15 đến 20 nghìn một cân thôi. 15 nghìn, cái loại 20 nghìn là to ấy. 15 nghìn thì một yến mới là 150. 30 cân mới được mua được một cân của con này. Mời tất cả mọi người nhé. Chắc là ngon lắm, 30 lần đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Giòn nhỉ? Giòn nhỉ? Anh gần như không nhưng mà giòn hơn mọi người ạ. Giòn sụt sụt luôn. Ê, anh ơi, để em thử chấm mù tạt quá. Được đấy. Ăn nó giòn giòn nhưng mà cũng không ngon lắm nhỉ. Ngon đấy, giòn giòn thế còn ăn sống sướng tôi rồi. Mấy cái con này nó không mời mà đến nhỉ, cái nó tại biển đấy, thế là nó kích thích. Đồ biển nó hơi tanh nhưng mà thật ra là nếu mà để mà ăn sống như thế này cũng không tanh lắm đâu, ngon đấy. Mà ngon nhỉ. Ê, em cho kèm miếng dưa chuột nhá. Dưa chuột này, miếng cả miếng này. Kiểu ăn sống này nó không đời lắm nhỉ. Thử ăn hẳn một con sống hẳn nhá. Mình sẽ bóc một con sống hẳn ăn. Ngon lắm. Đây, một con sống hẳn đây. À, dưới mù tạt vào nào. Dưới mù tạt đây. Tấm nhiều vào. Wow. Ngon nhỉ, sưng sưng nhỉ. Ăn ở cái gốc này nữa à. Nó mới chụt chụt. Ngon không? Ăn sống ngon không? Ngon, thật thật. Để em ăn thử một con nhé. Sau đây mình sẽ ăn thử một con đầu tiên. Tại da này. Bệnh da. Cái này nhiều cắp cắp kẹp đấy nhỉ. Kẹp da. À, dúng chanh, dúng chanh. Không, đừng dúng chanh. Dúng. Tái mất. Ăn tái, ăn cái này phải dúng chanh ấy. Ui, chùa ấy. Xong bắt đầu dưới này lên. Giòn, giòn nhỉ? Sống giòn hơn đấy. Ngon hơn, ngon hơn. Ngon lắm rồi ạ. Nhưng mà mùi tạt sốc quá. Sống giòn hơn ạ. Chung là món này cũng được. So với món gỏi của anh em mình thì mình vẫn khoái gỏi hơn. Nhưng mà cái món này so với hến thì gấp 30 lần quá kém nhỉ. Nói chung là ngon hơn con hến thật. Nhưng mà để mà giá trị mà gấp đến 30 lần thì hơi gì nhỉ? Hơi quả đà. Để mình nhớ rõ xem bao nhiêu tiền một cân. Mình nhớ không nhầm ấy thì là 300 hay 400 nghìn một cân gì đấy. Tầm tầm đấy. Quả đấy. Nếu mà nhớ kỹ. Ăn nó giòn lắm mọi người. Giòn nó nào nhiều nhá. Hay con này đem nướng nhỉ? Nướng á? Anh kiếm củi cái này nướng luôn này. Không, không bị nướng. Không bị nướng á? Ăn sống này nó kiểu như là hơi tanh tanh, hơi kia ấy. Nướng than như kiểu bọn nó nướng ấy. Thấy con nửa này là để ăn sống, còn chỗ này nướng. Tao phải nướng ta đây. Cái này để ăn sống. Làm vài con nữa được. Nó thật ra mình cũng không thích đấy lắm. Cứ phải, nếu mà như người khác là cứ phải ăn cố. Nhưng anh em mình cảm thấy cái gì ngon thì mình sẽ đấy. Sau đây là anh em mình sẽ ăn một hai con nữa thôi để cho biết hương vị thôi. Còn mình sẽ đem về lấy cái lò của mình ra đặt lên nướng. Người ta bảo nướng ăn ngon hơn. Hôm nay anh em mình sẽ về thử nướng xem sao.
nhìn thì đẹp mắt đấy, huyết ấy, đỏ ấy, nhưng mà hay là cho anh em mình ăn sống nó thế nhỉ? Ừ. Đúng không? Nhưng mà có ai ăn sống mới được không? Có chứ. Mọi người ăn sống món này bao giờ chưa? Nói chung là cũng tạm tạm. Thì anh em mình là ăn sống đầu tiên đấy. Không biết, cứ tại vì cái thấy những cái món này nó đặc sản ở kia, thế nên là mình suy nghĩ đến một điều trước tiên là ăn tươi nó sống đó. Còn cảm thấy nó không ngon thì anh em mình vậy là về chế biến, gọi là nướng nó lên. Bây giờ nướng chua cay luôn. Mang về nướng chua cay này. Nói chung là căn bản của trời cũng đang mưa sấm rồi, mọi người nghe tiếng sấm lúc này đó. Thế nên là bây giờ anh em mình sẽ đem về chế biến lại. Tí nữa mọi người sẽ được xem và anh em chế biến món này và ăn như thế nào nhé. Nếu mà nướng đi đó, đưa cái kia đây, cầm về tí đồ này, tí nữa lên lấy cho tấm ở đây nhé. Đây nướng nó lên chứ thật ra không ngon mà cứ lại bảo là ngon thì nó dối lòng lắm. Đi anh em mình về đây ăn tạm được rồi, nếu mà ăn đây anh em mình phải mang về để nướng siêu cay cho mọi người nha. Ui chà, ngon nè. Thơm nè. Anh cho bơ à? Anh cho bơ à? Không, cứ thế nướng thôi. Thơm đấy. Thế nướng thôi. Mày thử xem nào. Ăn được rồi hả? Ăn được rồi, chín rồi. Thấy vẫn màu trắng mà. Ừ. Chín rồi. Thử một con mà bệnh rồi nhé. Ừ. Nói chung là anh em mình ăn sống thì cảm giác thấy nó không ngon lắm, thế nên anh em mình quyết định sẽ là nướng nó lên mọi người ạ. Đấy. Ui. Phùi nước đấy. Nào. Ây da. Ui à. Vẫn là mọi người nha. Thấy thấy mọi người không? Ngon không? Sò huyết nhưng mà nướng lên nó không thấy đỏ lắm nhỉ. Ừ. Ngon đấy. Đấy. Thơm. Mình ăn thử cái con chưa bách sẵn này. Ok. Rồi. Nói chung mình sẽ thử xem là nó ngon hơn cái lúc kia không nhá. Nóng 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 nóng. Hot hot hot. Siêu hot. Đây. Ui chà. Cái con chưa bách này ngon hơn cái con bách rồi. Ui. Cái con là mở rồi nó mất nước rồi nhỉ. Nó sẽ nào. Ui. Ngon hơn bao nhiêu ấy. Tại vì mình xem thấy người ta bảo nướng không thôi. Thế là mình cũng nướng không. Ngon nhỉ. Thơm nhỉ. Thơm. Nó phải thơm hơn. Thơm lắm. Cũng được. Nói chung là ăn tạm thôi. Mình không thấy cái món này nó ngon ở đâu mà nó sao nó lại cái giá nó lại cao như thế. Đấy. Nói chung là tạm tạm thôi. Nhưng mà hay ăn được. Hay là anh em mình mua bị đắt nhỉ? Chắc là trên núi xuống phố nghe. Nghi ngờ lắm. Hớ rồi. Đang bị hớ rồi. Chỗ mọi người là mọi người ở biển cho cái thịt cái con này là bao tiền một cân mọi người? Anh em mình không nhớ rõ, hình như là mình mua là đến 300-400 nghìn này. 499 nghìn à? Hay 399 nghìn? Đấy. Ừ, đúng rồi. 399 nghìn một cân. À không phải. Hay là 299 này. Mà nói chung tầm đấy là nó cũng là đắt lắm. Để mà so với giá giá cả của con này ăn như thế là mình thấy phí phạm lắm. Là anh em mình không biết chế biến. Cũng ăn được. Chị không ăn được thì chắc anh em mình không biết nấu thôi. Cũng ăn được mà. Như một con hến. Này, không khác gì một con ngao. Con ngao 20 nghìn một cân trở từ biển về trên mình bán 20 nghìn một cân. Chả khác gì. Nhỉ? Con này lên cũng gần giống rồi. Anh này. Nó chỉ ngọt hơn một tí. Sật sật một tí. Ăn sống giòn giòn. Ừ. Ăn chín dai dai. Chứ nó có gọi là gì đặc biệt lắm đâu. Đặc biệt hẳn thì cái ô thôi. Chọc chó. Ui, phải nước luôn.
Anh thử chấm mù tạt xem ăn có ra gì không. Từ lúc tao cần chấm mù tạt đấy chứ. Em không chấm. Để thấy. Bao nhiêu à? Ai à? Thì không phải gõ nhiều ra ăn đi. Ừ, ngon đấy. Ừ. Ừ. Trướng, chấm phải nhiều vào. Chấm nhiều vào khoắng vào, lấy cái xanh xanh này này mà chấm này. Ui nó lên á. Ui nó lên á. Lên. Cái ạ. Kiểu như là lên. Bắt lên đây luôn này. Đây. Hơ, xấu quá. Đấy, tao đố mày dám ăn miếng này đấy. Đấy. Bao nhiêu tiền? Hả? 20. Khoản này có mấy em về tổ tiên luôn. Tổ tiên gì? Có tí. Không, anh ăn đi, em cho 20. Đâu, tiền? Nợ. Nợ cứt. Tiền bạc phần mình ái tình dứt khoát. Tiền. Không mang tiền thì... Cho vùng tay quá. Ừ, được. Nhớ nhá. Vùng tay đó lắm nhỉ. Cho vùng bắp. Ừ, vùng bắp được. Nào, vùng trước. À, không, ăn đi vùng trước. Hả? Ăn hết đi à? Ăn kiểu gì tao cũng ăn nhưng mà mày sợ mày chuồn. Ê, à, phải không à, thế thì tao phải giữ. Tao giữ tay lại đã. Đây nè. Được, mình sẽ làm quả này. Gọi là hơi hơi căng thẳng đấy. Không được vẩy đâu nha. Không vẩy. Muốn cái chạy từ trong á. Ăn từ từ thôi. Thở đều á. Thở đi. Thở đi. Ai lại nuốt đây à? Nút. Rồi hết rồi. À, này chứ sốc. Anh kẹp em từ lúc đầu. Bố viên à? À đau à? À bỏ cái tay ra tao búng vào tay kia đi. Thôi em xin lỗi anh. Nào thích chỗ nào? Dày thịt này. Dày thịt này. Dày á. Dày à? À, 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 à. Cá với đại cà. Lần luôn. Ừ. Tự nhiên ăn con này ngon thật đấy. Hay là có con ngon đấy nhỉ? Kiểu anh nướng con đều, con không đều ấy. Ừ. Con này, tao vừa ăn dính một con ngon cực. Con này em nghĩ ngon này. Ngọt lắm. Thật cơ. Đấy, con này nước này không ngọt. Anh nhường quá. Ừ. Phải không? Không. Ai. Nói chung là không ngon lắm mọi người. Thế mà anh chén lên nhanh rồi. Thì nói chung là mình bảo là không ngon lắm nhưng mà cũng gọi không ngon lắm. Gọi là ngon. Nhưng mà không ngon lắm. Đấy. Ngon lắm anh mua quần đế về mà ăn. Ok. Ui, gỏi tôm hùm bông. Ui. Ngon nhỉ. Anh. Anh mua đi. Hay anh gỏi cua hoàng đế đi. Được đấy. Anh gọi mua đi. Hả? Gọi không. Bán gà đi. Bán chó đi. Bán luôn con lô sang đây. Sang đây. Con này mà được một nửa cái con cua tao bán luôn này. Rồi mày đẩy gà xịn toàn 4 triệu, 5 triệu đấy. Làm con tôm hùm bông, bán con gà đi. Này bây giờ mày để một con gà đấy nhá. Nhưng mày bây giờ mày tính nhờ đây này. Mày để mày đi đánh đúng không? Thua phát. Về thịt, mất bố 4 triệu. Thế mày nhớ con 7 triệu mày mua ở trong Bình Định không? Đấy. Đi mua gà đất võ cơ. Về đấy à, 7 triệu ăn nồi lẩu 7 triệu ăn vừa xịt xòa. Đấy, máu để ăn gà xịt xòa kinh nghiệm. Cái đấy là sơ sẩy ấy. Sơ sẩy cái gì? Sơ sẩy đấy, kéo theo một đống sơ sẩy khác. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu thấy clip của anh em mình, hãy nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment và một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nhá.
chào tất cả mọi người nhá. Bye bye, nếu tất cả mọi người biết cách chế sò huyết gì ngon ngon thì bảo anh em mình với nhá, để anh em mình thử lại cái món này lần nữa, chứ ăn cảm giác như này nó vẫn chưa được tuyệt vời lắm, kể cả ăn sống hay ăn chín. Đấy, chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Nhưng mà cũ hết rồi. Hả? Thằng Máu Đêm nó làm gì đấy nhỉ? Hàng ở đây thì ai mua? Bán hàng ở đây thì ai mua? Anh ơi, trời buổi công nghệ rồi. Bây giờ anh ấy tút cái điện thoại ra, quan trọng là iPhone 19. Hả? À. Bấm điện thoại nha. Anh cầm này làm ơn. Hả? Đã bắt đầu vào nhanh. Mọi người để chiêu cho em đi ạ. Trời, tuyệt vời. Bán nha, người ta vào Zalo. Zalo nha, nhắn tin cho em. 0585898688 nhắn tin cho em Dũng Mau Đệ đặt hàng 10 gói da heo, khoảng độ hôm sau bắt em gửi đến tận nhà luôn. Từ sau anh mặc cái quần chật chật là cho máu nó trâu lên nào. Quên quá nhỉ, Zalo 0585898688 gì? Đúng rồi, nhắn tin là có hàng. Ok. Nè, Zalo mà hả? Anh cứ đặt nha, trên 2 hộp trở lên em tặng kèm thêm một gói ăn thử luôn. Thế cả? Cả thế à? Rẻ như cho mà. Một này à. Nhưng mà anh làm gì đấy? Tao xem tao ôm được bao nhiêu. Ai? Mẹ!